Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Xin được tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Kiều, hiện tại là sinh viên khóa 3 của trường đại học EDIT. Quay trở lại với chuỗi series sinh viên EDIT học và làm việc như thế nào, thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về điều mà mình tâm đắc nhất ở buổi học thứ hai của môn Focus on Excellence. Đó chính là mình tự tạo nên con người của chính mình. Vậy thì mình tự tạo nên con người của chính mình có nghĩa là gì? Và tại sao lại nói là mình tự tạo nên con người của chính mình? Chúng ta luôn biết rằng bố và mẹ là người đã sinh chúng ta ra, nuôi chúng ta khôn lớn và trưởng thành, cho chúng ta một cơ thể sống để chúng ta có thể sống, sinh hoạt, học tập và làm việc, cho chúng ta đầy đủ ngũ quan cũng như là tứ chi để chúng ta có thể tiếp nhận được những cái nguồn thông tin dữ liệu từ nhân sinh, muôn loài và bản thân, tạo chúng ta một cái môi trường sống để chúng ta có thể tiếp thu được giáo dục cũng như là cái nền tri thức. Thế nhưng con người ở đây mà mình muốn nói không phải là về body, không phải là về cơ thể của bản thân con người, mà con người mà mình đang muốn nhắc tới ở đây là con người ở sâu bên trong chúng ta, con người ở sâu bên trong của chính mình, là sự suy nghĩ, tư duy, là niềm tin, ý chí và là cái cảm xúc của bản thân con người. Vậy thì con người được tự mình tự tạo nên chính mình chính là cái điều mà bản thân mình được sống là chính mình. Mình được sống với cái niềm đam mê, cái niềm khát khao, cái mục tiêu mà mình đặt ra, mình hướng tới. Chúng ta đang sống ở trong một xã hội vô cùng phát triển và hiện đại. Thế nhưng con người của chúng ta thì lại ganh đua nhau từng tí một. Chúng ta ganh đua nhau ở trong cuộc sống, trong học tập và trong công việc. Khi mà chúng ta thấy một người nào đấy được tất cả mọi người ngưỡng mộ, người ta đạt được một cái thành tựu gì đó, thì mình cũng mong muốn là mình cũng được mọi người ngưỡng mộ như vậy, mình cũng phải đạt được cái thành quả như vậy, mình cũng phải đạt được cái những cái điều mà nó cao siêu như vậy. Và mình thấy người ta làm gì mình làm theo, người ta học gì mình học theo, người ta đi trên cái con đường nào mình đi theo. Và thậm chí là cái con đường mà người ta đang đi nó trái ngược hoàn toàn với cái con đường, cái hướng đi mà mình hướng tới. Mình sẵn sàng gạt bỏ cái mục tiêu của mình ra để mình đi theo cái hướng đi mà người ta đang bước. Mình cứ đi theo sau người ta như vậy để mình có thể đạt được cái sự ngưỡng mộ cũng như là cái thành quả của người ta. Và khi mà mình đi theo sau người ta như thế thì mình đang cố gắng để bản thân mình trở thành giống người ta. Và khi mà mình đã cố gắng trở thành giống người ta thì mình không thể nào là con người của chính mình được nữa rồi. Mình đang sống theo người khác, mình sống giống như người khác, và mình thậm chí là mình đang sống thay người khác. Ở bên tai của chúng ta khi mà chúng ta còn đi học luôn luôn văng vẳng cái tiếng nói của bố mẹ về con nhà người ta. Bố mẹ luôn nói rằng là con nhà người ta như thế này, con nhà người ta như thế kia, con nhà người ta học giỏi như thế này thì con nhà mình cũng phải được học giỏi như vậy, con nhà người ta có cái tài năng như này thì con nhà mình cũng phải có cái tài năng như vậy, và bắt con của mình học theo người ta, làm theo người ta. Người ta làm cái gì thì mình làm cái đấy, người ta học cái gì thì mình học cái đấy, để làm sao mà con của mình giống được người như con nhà người ta, để mình có thể tự hào, để vui vẻ đem con của mình đi khoe với bạn bè người thân. Hay là có những gia đình bởi vì là cái ước mơ của bố mẹ nó bị thất bại ở trong cái giai đoạn mà chọn ngành, chọn nghề, ở tuổi của bố mẹ, khi mà bố mẹ ở trong cái giai đoạn chọn ngành, chọn nghề thì bố mẹ bị thất bại, nhưng mà cái niềm đam mê của bố mẹ vẫn rất là cháy bỏng, đã truyền trao cho con cái và bắt con cái phải đi theo cái ước mơ của bố mẹ, theo cái con đường mà bố mẹ đã vẽ ra. Nhưng bố mẹ không bao giờ hỏi rằng con của mình có thực sự vui vẻ với cái điều đó hay không, con của mình có thực sự là yêu thích cái niềm ước mơ của mình hay không, yêu thích cái sự đam mê của mình hay không, mà chỉ áp cái suy nghĩ của mình cho con trẻ thôi, suy nghĩ rằng là cái ước mơ đấy của mình nó là vô cùng là tươi đẹp, cái ước mơ đấy nó thực sự là tốt cho con, nên là cứ bắt con phải theo cái ước mơ của mẹ, theo cái con đường của mẹ. Và
đi theo con đường của bố mẹ, đánh mất chính bản thân mình. Bản thân những người như vậy thì thực sự là được tạo nên bởi bố mẹ. Và những cái người mà đi theo người khác là những người mà bị tạo nên bởi người khác. Đa phần chúng ta đang sống trong miệng lưỡi của thiên hạ. Chúng ta sống trong mối suy nghĩ của người khác, mối tư duy của người khác. Khi mà mình làm một cái điều gì đó, người ta chê cái việc đấy của mình làm là không tốt, là không nên, thì mình cũng gạt bỏ cái điều mà mình đang làm đấy để thực hiện cái điều mà người ta cho rằng là tốt, cho rằng là đẹp, cho rằng là phải. Và khi mà mình đã thực hiện theo cái điều mà người ta cho là như, cho là đúng như vậy, thì là mình đang sống theo cái suy nghĩ của người ta. Con người của mình đang được tạo nên bởi cái suy nghĩ của người ta, bởi cái lời nói của người ta. Và khi mà mình đã sống theo cái lời nói, cái suy nghĩ của người ta như vậy rồi thì mình với người ta không khác gì nhau cả. Có bao giờ bạn tự hỏi rằng là tôi là ai không? Nếu cách đây vài năm khi mà hỏi rằng mình là ai thì mình sẽ trả lời rằng là mình là Nguyễn Thị Kiều. Tuy nhiên thì cái Nguyễn Thị Kiều thì nó cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Và nếu như đặt bản thân mình là Nguyễn Thị Kiều với một người khác cũng là Nguyễn Thị Kiều ở cạnh nhau, thì liệu rằng mình có phân biệt được là mình là ai không, hay bạn ấy là ai không? Nếu như mình và bạn ấy cùng đang bị tạo nên bởi người khác, bị tạo nên bởi cái suy nghĩ, cái lời nói của người khác, những cái hành động mà mình với bạn đấy làm là do người khác nói, thì hai hành động là như nhau và hai con người như nhau. Vậy thì làm thế nào để phân biệt mình Nguyễn Thị Kiều là mình với cái bạn Nguyễn Thị Kiều đây? Thực chất cái câu hỏi tôi là ai hay bạn là ai, nó là cái câu hỏi theo dạng hỏi như là bạn là một con người như thế nào và mình là một con người như thế nào. Thì đôi khi là mình không biết là mình là con người như thế nào đâu, mà người ta nói rằng mình là con người như thế nào thì mình cho rằng là mình là con người như vậy. Người ta bảo rằng là mình là một người ngoan thì mình cũng cảm thấy là mình ngoan. Nếu như người ta bảo là mình là người là một con người không tốt, là một con người xấu tính như này như kia, thì mình cũng cố gắng làm sao để sửa những cái điều người ta nói không tốt đấy về mình. Vậy thì là mình đang sống trong cái lời nói của người khác, mình đang sống trong suy nghĩ của người khác, và bản thân mình đang được tạo nên bởi người khác. Mỗi con người là một cá thể riêng biệt. Chúng ta là những người độc nhất vô nhị, có một không hai, không ai có thể giống nhau, không ai có thể giống chúng ta cả. Và đấy là khi mà chúng ta độc nhất vô nhị như vậy, là khi mà chúng ta được sống là chính mình, chúng ta tự tạo nên con người của chính mình. Còn nếu như mà mình đã tạo nên bởi người khác thì cái cá thể riêng biệt nó không còn nữa, mà ai cũng như ai, ai cũng giống nhau. Khi mà chúng ta sống ở trong cái lời nói của người khác, chúng ta giống nhau như vậy rồi thì chúng ta không tạo cho mình được cái giá trị riêng. Trong một cái buổi phỏng vấn, nếu như mà tất cả những người đi tham gia cái buổi phỏng vấn đấy đều có những cái giá trị như nhau, đều có những cái thói quen như nhau, cái cách làm việc như nhau, vậy thì cái người phỏng vấn người ta chỉ chọn một người trong số những người đấy mà thôi. Và những người còn lại thì bị loại. Khi mà mình bị loại như thế thì mình sẽ cảm thấy rằng là người ta cũng giống mình, thì tại sao mình bị loại? Cái người phỏng vấn người ta sẽ chọn một người bất kỳ, bởi vì ai cũng giống ai, ai cũng có giá trị như ai, thì người ta cần gì phải suy nghĩ đau đầu xem là nên chọn ai hay không nên chọn ai. Người ta cứ chọn vừa một người cũng được. Và khi mà mình không có cái giá trị của bản thân mình như vậy thì mình sẽ không tạo được cái giá trị cho xã hội cũng như là cho chính bản thân mình. Khi mà mình phải thực sự có giá trị thì người ta cần mình, thì mình mới có thể tạo được những cái giá trị mang lại cho mình những thứ về vật chất cũng như về tinh thần. Còn nếu như mà mình không có giá trị thì mình không tạo cho mình được cái sự giàu sang sung túc về cái mặt tinh thần cũng như là về cái mặt của cả. Và khi mà mình sống bởi người khác, mình được tạo nên bởi người khác, là mình đang sống thay người ta. Người ta có những cái suy nghĩ áp đặt lên người mình và mình sống theo cái suy nghĩ đấy của người ta, là người ta đang điều khiển bản thân mình đang sống thay họ. Cái niềm
làm bạn sao của người ta thì khi mà người ta vui mình cũng vui, mặc dù mình chả biết là mình vui vì điều gì, bởi vì cái điều mà mình đang làm là cái điều mình không mong muốn chứ không phải là cái điều mình mong muốn. Và khi mà mình làm cái điều mình mong muốn rồi thì mình đang làm cái điều mà mình không mong muốn thì mình không thể nào mà vui vì cái điều đó cả. Cho nên cái niềm vui của mình, cái nụ cười của mình nó là cái nụ cười giả tạo, là cái nụ cười của người khác, không phải nụ cười của mình. Và khi mà mình đã đánh mất chính bản thân mình như vậy thì mình sẽ giống như những con rối bị người ta điều khiển, bị người ta lợi dụng. Cho nên để tránh cái việc mà bị người khác lợi dụng, bị người khác điều khiển, bị người khác chi phối như vậy, và tránh cái việc là mình sống bởi người ta, mình được tạo nên bởi người ta, thì mình phải tự tạo nên con người của chính mình. Mình phải tạo nên con người của chính mình thì mình mới trở thành phiên bản độc nhất của mình. Bởi vì khi mà mình đã tạo nên được con người của chính mình thì mình có những điều khác với người ta. Và khi mình đã khác với người ta rồi thì đương nhiên là mình là một cá thể riêng biệt, và mình có những cái giá trị riêng của mình. Trong một buổi phỏng vấn khi mà tất cả mọi người có giá trị như nhau, nhưng mà mình có một cái giá trị khác với mọi người, thì cái khả năng mà mình lựa chọn nó sẽ cao hơn là cái việc mà mình giống với người ta. Mình giống với người ta thì cái giá trị của mình nó bị chia đôi, nó bị giảm đi một nửa. Còn nếu mà mình khác với người ta thì cái giá trị của mình nó là duy nhất, nó là điều đặc biệt nhất, và nó là điều mà sáng chói nhất ở trong cái buổi phỏng vấn đấy. Và khi mà mình đã trở thành con người của chính mình tự tạo nên con người của chính mình rồi, thì mình được sống với cái niềm đam mê, cái niềm khát khao, cái mục tiêu mà mình hướng tới, cái mục tiêu mà mình mong muốn. Và khi mà được sống với những cái điều mà mình mong muốn như vậy rồi, thì cái cảm xúc của mình mới thực sự là cái niềm vui của mình, cái nụ cười của mình mới thực sự là nụ cười của sự hạnh phúc, sự sung sướng. Giọt nước mắt của mình mới thực sự là giọt nước mắt của nỗi buồn. Cảm xúc của mình mới trở nên chân thực. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tự tạo nên được con người của chính mình? Chúng ta hãy nhớ một điều rằng con người của chúng ta, khi mà mình tạo nên con người chính mình rồi, thì mình hãy nhớ một điều rằng là cái suy nghĩ của người ta về mình nó phụ thuộc vào cái hành vi của mình, và cái hành vi của mình thì nó phụ thuộc vào cái suy nghĩ của mình. Mình muốn người ta suy nghĩ về mình như thế nào thì mình phải có những hành vi như vậy. Mình phải tỉnh thức trong những cái suy nghĩ của người ta. Những cái suy nghĩ của người ta là những cái yếu tố chủ quan ảnh hưởng tới mình. Mà cái điều mà mình cần là mình có thực sự có những cái suy nghĩ, những cái tư duy nó thực sự đúng đắn và kín kẽ. Phải là hiện thực khách quan. Chúng ta phải nhìn bao quát mọi vật, bởi nhân sinh không ngoài và vạn vật nó tác động lên ngũ quan của chúng ta, và ngũ quan chúng ta tác động lên bộ não, thì chúng ta mới có thể có những cái suy nghĩ, những cái tư duy về cái vấn đề này nó thực sự là kín kẽ, nó thực sự là bao quát, thực sự là đầy đủ mọi khía cạnh của vấn đề, để chúng ta có thể đưa ra những cái hành vi mà thực sự là của chúng ta, không phải là của người khác. Và khi mà chúng ta đã có những cái hành vi của riêng mình rồi thì cái hành vi đấy của chúng ta tác động ngược lại cái suy nghĩ của họ, những cái suy nghĩ của mọi người xung quanh. Người ta sẽ suy nghĩ rằng là mình là một con người, nó phụ thuộc vào suy nghĩ của mình. Mình muốn bản thân mình là một người lương thiện tốt bụng ở trong mắt người khác, thì cái hành vi của mình nó phải là cái hành vi về sự lương thiện và tốt bụng, thì người ta mới suy nghĩ rằng là mình là người lương thiện và tốt bụng. Và khi mà mình đã có những cái hành vi như vậy rồi, nhiều lần lặp lại cái hành vi như thế, thì mình sẽ tạo được cho mình cái thói quen. Cái thói quen, cái hành vi, cái bản năng, cái cảm xúc, suy nghĩ, niềm tin, ý chí là những cái phần ở bên trong của chúng ta, nó góp phần tạo nên con người của chính mình. Ngoài trừ cơ thể của chúng ta là bố mẹ sinh ra, bố mẹ trao cho chúng ta ra, thì những cái bản năng, những cái thói quen, những cái suy nghĩ, cảm xúc ấy nó được hình thành trong cái quá trình mà chúng ta phát triển. Và trong cái quá trình mà chúng ta phát triển đấy, khi mà chúng ta đã tạo lên được cái con người của chúng mình rồi, thì mình sẽ trở thành phiên bản độc nhất vô nhị, là người là cái phiên bản có một không ai giống được mình cả. Cái giá trị của mình nó
khi mà mình đạt được những cái điều mà mình mong muốn thì những cái thành quả đấy mới là những cái điều mà mình mong muốn nhất, chứ không phải là những cái thành quả của người khác mà mình đạt được. Những cái thành quả người khác mà mình đạt được thì nó cũng chả thể nào mang lại cho mình cái niềm vui cao cả nhất cả. Mà những cái điều mà mình mong muốn, những cái mục tiêu mình đặt ra khi mà mình đạt được thì nó mới là cái điều mà tuyệt vời nhất, nó mới là những cái niềm mong muốn to lớn nhất của bản thân mình, nó mới là cái sự hạnh phúc sung sướng nhất của bản thân mình, và nó mới là cái điều mà tạo nên cho mình sự khác biệt để mình có thể phân biệt được mình với người khác, mình mới có thể trả lời được câu hỏi rằng mình là ai, tôi là ai. Video của mình sẽ xin phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người có những thắc mắc hay là những cái ý kiến đóng góp nào, mong rằng mọi người sẽ comment phía bên dưới để mình có thể tiếp thu và phát triển bản thân mình trở thành con người tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.